Đây nè, lụm gì chưa đây. Thấy thấy. Thấy sốt. Bỏ từ từ ra này ha. Cá còn tung ấy cá ha. Sốt. Ổng tên nhà tao á. Ổng á. Ờ, nhà ổng nó nghe tự nhiên nó đã. Ờ thà là ông bài biếu nhắn mình chịu một lần luôn á. Sao bây giờ xém to dữ ta? Vậy biểu nó không bỏ ra. Nãy giờ hai nó to như cái nhà bà. Mới đây giờ nó nhỏ rồi. Giờ nhỏ. Vậy biểu nó không không. Lên đây luôn đi. Vậy biểu nó không bỏ cái bồn. Không biết lên trên đây hết nè. Đúng rồi, chúng tôi nó lụt đồ. Đó nè, chân tên ha. Ờ. Tôi đào phải biết cho mình em biết. Vừa đầu rẽ luôn, mở luôn rồi đó. Mở ra luôn rồi nè. Tạo một xem cái nào đó như thế. Nó tên rồi, biểu nó rẽ ra. Làm vậy xếp nước đổ nào. Ông chị mà nó quên mất chút thì nó nuôi nó hết chút. Cốt này đóng đóng hay nhả rào nè. Nè tôi này biết. À giờ cốt nè. Cốt từ sáng từ kia còn một kia luôn mà. Cốt nãy giờ nó ra đóng đóng luôn. Nó lên tinh gạch kia là nó lụm luôn. Không có cái áo đi.
còn cái chiếc chủ được rất có chiếc đầu lên mình bị chiếc lít này đi. Nó muốn là chút mũi là giờ cái xóa nó chịu mà nó muốn là xì lái giờ cái mấy chiếc tạm chiếc nó rộn lậu bị nó ép mệt lên chứ chụp chiếc nó còn rất là chưa đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.